Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 43 đến câu 48. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi, ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu, ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Suy niệm: mọi Kitô hữu, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và đến sự trọn hảo của đức mến. Họ được kêu gọi nên thánh. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Để đạt được sự trọn hảo đó, mỗi tín hữu phải sử dụng những sức mạnh Đức Kitô đã ban để thực hành thánh ý Chúa Cha. Họ sẽ hiến thân với hết tâm hồn cho vinh quang Thiên Chúa và cho phần rỗi linh hồn anh chị em mình trên con đường bước theo Đức Giêsu và theo gương sống của biết bao vị thánh trong giáo hội. Con đường đó phải từ bỏ mình, vác thập giá và chiến đấu trong đời sống thiêng liêng. Con đường khổ chế và hy sinh hãm mình đó sẽ đem lại cho tâm hồn bình an và hoan lạc của các mối phúc. Một khi đã bước vào cuộc đăng trình, cuộc khởi đầu của họ cứ tiếp nối mãi. Họ cần Thiên Chúa là Cha ban ơn bền đổ đến cùng và thưởng công vì những việc tốt lành đã được thực hiện nhờ ân sủng của Ngài trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Con đường của sự thánh thiện trọn hảo là con đường yêu thương, con đường đem lại sự chữa lành tâm hồn và đem lại ơn cứu độ. Môn đệ đích thực của Chúa Giêsu là người yêu thương, không loại trừ một ai, kể cả kẻ thù. Cốt lõi của việc hoàn thiện là bước theo Đức Giêsu. Những người sống trong bóng tối của hận thù, ghen ghét, bất khoan dung, chia rẽ, đó mới thật là những con người khuyết tật. Họ làm cho cuộc đời của mình thiếu vắng niềm vui. Điều đó đã làm cho họ trở thành kẻ thù của chính mình. Nuôi trong mình lòng thù hận khác nào tự đầu độc cho tâm hồn. Bước theo Đức Giêsu trên con đường yêu thương đòi hỏi môn đệ biết tha thứ cho nhau trong Đức Giêsu và theo gương Đức Giêsu. Trên thập giá, Đức Giêsu cầu nguyện: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Khi bị ném đá, Tê-pha-nô cầu nguyện: lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này. Chuyện kể trong quyển sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kể: điều khó hiểu nhất đối với chiến sĩ gác tù là thái độ tha thứ yêu thương địch thù của mình. Có hôm, mấy anh gác hỏi tôi:
ông có thương chúng tôi không? Có chứ, tôi yêu thương các anh cách thành thực, không có gì là khách sáo đâu. Kể cả khi người ta giam ông, mất tự do, năm này sang năm khác, không xét xử gì cả. Anh nghĩ lại bao nhiêu năm ở với nhau, tôi làm sao giấu được. Tôi thật sự yêu thương các anh. Chừng nào được tự do, anh có sai giáo dân của anh trả thù tôi không? Không, tôi vẫn tiếp tục yêu thương dù các anh có muốn giết tôi. Nhưng tại sao lại yêu kẻ thù hại anh? Vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương. Nếu tôi không tuân giữ, tôi không đáng gọi là Kitô hữu nữa.